Vặn một đồ tạo tác nhỏ để ăn vào chai đồ uống đã uống xong. Nước tương, rượu nấu ăn và giấm đều đóng gói riêng cho họ. Trong vài giây, nó trở thành một bình dầu tự động mở và đóng. Sau này nấu nướng không cần phải vặn đến vặn đi nữa. Có hai loại calabaza, hầu hết đều có thể dùng được. Trong bộ này còn có một đầu phun hoa, vặn nó lên chai nước khoáng là một hiện vật tưới hoa siêu tốt khác. Bữa tối năm mới thường uống chai đồ uống lớn này, vặn lên một cái, không chỉ dễ cầm mà sẽ không bị đổ. Uống bao nhiêu đổ bao nhiêu siêu tiện lợi.